tên đó là tên gì? Tên, con này là dấu dấu cò nè bé. Tên lao. Bé, chim chóc rồi. Cái này là 7 à, bả nào cũng dính. Ê, trứng cò kìa. Đâu? Màu trắng. Ê, đó. Đi trứng của con gì kìa? Bậy rồi, nó hụt sỏi đó. Ủa dạ. Lát nữa anh chị ăn không? Về còn mà than á, nướng. Hụt sỏi là bị đẹp á. Nếu. Cái gì vậy bé? Về chấm muối hết miếng con này. Mẹ. Cái gì? Tôi quay luôn lượt chưa? Má chơi kỳ. Người đến núi mà khúc người núi mà đến ngục ngã. Hôm nào đi vô rừng mà lanh nách nữa trời. Tôi sống đi. Cà này ăn mới ngon này. Ăn nó giòn. Ăn sống được hết. Cây cà rì, à cây cà dại. Cà dại mà. Không có gai đúng không? Vâng, có gai mà gai nó ít hơn. Đây nè, cái cây này mới nói nãy mà. Đây, không, cây dưới nè. Đây, đây, đây. Đó. Thôi em lỗ cái gốc mình cái cây này đi. Mà anh dạ. Cơm rồi kìa. Đúng rồi, anh lấy một ngoài mà. Có một dây không đủ, không đủ trồng. Cái này mới đặc biệt mà bé. Trời ơi, anh trước đi rồi anh nhé. Nên là anh giật, nó giòn hết là càng kém. Không chết đâu mà anh sợ. Đây không biết ăn cà. Anh à, có hạt, có trái nè. Anh ăn lại hết bị ho luôn đó. Ăn đi, chắp chắp đắng đắng. Ngọt. Héo. Được. Ba vị không? Thử coi. Chát đắng đắng ngọt ngọt hả? Ờ, chát đắng trước xong rồi ngọt sau. Nhưng mà nãy giờ nhiều thứ quá rồi giờ sao? Nó không thơm đâu anh ăn rồi em biết mùi thơm. Em dạy hết mà con anh đi người ta dẫn mình bại ăn. Ờ, thơm á, thơm. Nó ngọt chát, hậu chát, ngọt. Ờ, ngọt hậu. Ngọt hậu. Ngọt hậu. Ăn vừa vừa già thôi, ăn nó giòn thôi rồi anh. Đấy, mê luôn á. Cái này phải số lượng nhiều quá, vậy là nó muối bự. Vậy là muối dưa hả? Ồ, con này cũng thuộc dạng bự á. Còn còn trắng á. Ờ. Anh đứng như kia chụp hai anh em kìa. Đó, đó là đó. Giờ người ta phát đây, muối như này được đóng con... Con gì? Con cà. Cái nước này sạch không? Hả? Không tắm được không? À. Mình nấu nướng thì được thôi nhưng mà nó tím là mình nó sợ. Ủa mình lên ngõ nào? Không dám ăn này nhiều. Không dám ăn này. Ờ, cũng được chứ. Hả?
cây đó nhà mình có đó, bữa cưa rồi đó. Uổng ha. Đi nữa anh mà bôi bằng người bôi á. Không lấy phép đâu, cái trường á. Cái đó mấy đứa học sinh nó khoái lắm. Đi xem nhá. Cái đó cũng đẹp đó. Bứng gốc được không? Cái đó bứng gốc được không? Không ăn được. Nhưng mà cái bông nó đẹp. Đẹp thì đẹp nhưng mà không ăn nó thật cái gì ăn mình mang về đi anh. Dạ hả? Nó giống như cái lá trong rừng ăn rất là bình thường cái này bình thường. Nếu nó chừng rồ quá chừng. Nhiều khi hang nó nằm đâu đây nè bé ơi. Không có đâu, còn nó nằm đi ngủ cây. Cái cục đá này đẹp ghê luôn. Cái này đục ra là như khố là nó có mấy á, vẫn toàn đấy là rau ra van này. Trời ơi đẹp ghê mấy cục đá này, cái vân của nó kìa. Đấy anh heo. Hả? Nhớ mấy mối vô rừng đừng có ăn mấy cái lá này nha. Nó như rau răm này. Nó giống rau răm. Đây này, nó mọc quá trời luôn này. Ăn cái lá nó thì sao? Anh ăn xay luôn á. Xay phải không? Anh ăn ăn á. Anh ăn rau răm thì nó có mùi thơm, cái này không bao giờ có mùi thơm. Cái cây bình bát nó nhổ nổi không? Này á. Cứng à. Bình bát à. Đéo. Hả? Trời ơi nhổ lên được, luôn kìa. Được. Ôi được, hay được. Quá đem về trồng. Quá hình như trước em uống rượu sau nó khỏe luôn là sao á. Ồ có cây bình bát đã quá, gốc to luôn. Đúng rồi, về phải chăm sóc nước liên được, tục được, cơ. Được, chỉ cần có cây là được rồi, còn chăm sóc là đời dễ chuyện nhỏ. Mai mốt là anh mà mở thôi. Cái gì vậy? Người ta là vô xong nó bị xong rồi tôi người ta vứt đấy. À, bắt con. Cái đó bắt cá hay luôn. Nhổ cái này hết thở luôn á. Vậy chứ cây kế bên này to đó, em nó có nhổ nổi. Cây đó nó dễ gì. Nếu mấy cục mày tự nhiên đẹp ghê quá. Thấy chưa, không phải dễ đâu. Chết luôn. Cây nhỏ nhỏ đằng kia thì may ra cây kế bên đó đó. Thấy không? Nếu mấy cây này mới đẹp phải không? Mấy cục này đẹp quá. Giống như là đóng phân con khủng long hồi xưa quá thật đó. Cục này cũ anh em nè. Cục này rồi nè. Hả? Cái này mới là đẹp này. Cái gì vậy? Nó này. Đúng rồi. Cái dòng nhỏ nhỏ dễ trồng. Mà quan trọng anh phải tưới nước anh về này. Đúng rồi. Hồi nãy thấy đây có mấy cây nè. Ừ đây này, nó không đây này. Đó. Anh về đi. Mà quan trọng anh cũng mang anh cho nãy anh cứu thôi nha, em không biết nha, em nhủ hết đấy. Nãy quên đem cái gùi theo từ từ. Em nhủ cái nào được. Cái to thì nó có nước. Cái này gãy hả? Sao nó khỏe ghê chứ. Ồ trời ơi má ơi cây bự dữ vậy. Cái này mà anh để lên cái chậu nó có cái hoàm này. Đẹp thật. Thôi về thôi, nhủ nhiều chi tiệt chủng hết. Không tiệt chủng được đâu, nghe bờ sông mà. Xúc phụ mà. Rồi. Được, có rễ là được. Ôi sao dễ nhổ vậy. Quan trọng ai vác lên. Đây nhổ được mà quan trọng ai vác lên. Trời không sao có người vác. Gần nước mà không sao. Nhổ được. Trời ơi. Đó trồng dễ gì bao lâu mới được cây gốc to. Cái này đẹp lắm. Cái này mà lên chậu ha. Cái này mới là đẹp này. Cái gì? Ồ cái đó mới ra thế bonsai đó. Cái này mới là đẹp này. Bảo đảm luôn. Trời sao dễ nhổ dữ ha. Này, trời ơi ra cái bonsai luôn này. Cái bonsai thôi như đây đủ rồi đó. Ai kìa cái bình bát nữa kìa. Ôi cái này còn đẹp nữa. Phải phải dự vũ nước cho nó bớt đất đi. Không có nước đâu. Nhưng mà nó còn rễ không mà nó mới sống luôn hả? Không sợ cái bình bát, không sợ đâu, cái bình bát nó sống dài lắm. Dụ sạch đất của bác đỡ nè. Đúng rồi. Nhúng miếng nước cho nó ra hết đất đi.
Đúng không ạ? Cái nào đẹp mình mang nha. Không, mang mang hết luôn. Mang hết à? Ờ. Ui, kêu này chết luôn á. Ui, mày ơi. Nhúng nhúng nước cái nó ra hết đất à. Sai lầm giữa anh như thế này quá.